Ngày hôm nay em Thảo sẽ trực tiếp sắp cạp và gửi tới tận tay các anh. Và đây là dòng kẹp kiềng 9cm, một cái mẫu kẹp kiềng đánh siêu hiệu quả dành cho các bác anh bẫy chuột đồng. Thì trong mùa bẫy năm nay thì đang vào cái thời điểm mà em gửi cho các bác anh số lượng lớn luôn. Dòng kẹp này thì bên em sẽ làm một cái dòng kẹp đẹp, các bác anh mua một lần sử dụng nhiều năm luôn nhá. Với các anh chia sẻ, có một tối mà anh mua kẹp nhà em Thảo mà đi bẫy được cả 10kg chuột luôn. Thật sự là những cái phản hồi cực kỳ là chất và khiến em vui và luôn đưa tới các bác anh những cái dòng kẹp chất lượng nhất và làm sao mà đánh hiệu quả nhất. Thì đây là em đang đưa tới các anh là dòng 9cm nhá các anh nhá. Kẹp chân chuột, nếu các bác anh chưa biết đánh như thế nào thì hãy kết bạn Zalo với em qua đầu số điện thoại trên màn hình video đấy ạ. Để em hướng dẫn các bác các anh cách sử dụng nhá. Về phần ngang này của nó thì sẽ là 9cm này, các bác anh lấy cái thước ra đo 9cm cho em. Còn phần ngang này thì nó chưa được 9cm đâu nhá. Đấy, và với cái dòng kẹp chân này đi, hiện tại là các bác miền Nam, các bác miền Bắc đã đánh phổ thông rất nhiều rồi. Còn bác nào mà đang tham khảo, đang do dự thì hãy đặt hàng ngay để về đánh đi. Đánh chuột đồng thì các bác các anh kinh tế lợi nhuận rất chi là cao. Mua 50 cái này thôi mấy trăm nghìn, nhưng mà một buổi tối các bác đã thu đã lực lời hơn là cái tiền mua cạm rồi. Đấy, và giá của nó thì siêu rẻ luôn nhá. Ở xưởng bên đơn vị em Thảo thì sẽ có hàng nghìn những cái mẫu bẫy khác nhau. Khi xem được video này, đây là các bác nhà mình đã tìm được xưởng chính chuyên cung cấp giao sỉ và lẻ. Anh nào mà đang có nhu cầu mua sỉ thì cũng gọi điện tới em để được một cái giá thấp nhất nhé. Đấy, và với dòng kẹp này, kẹp 9 là kẹp bé nhất này em đang sắp đây. Em còn có kẹp 12cm, 14cm, 16, 18, 20 và còn lớn hơn em còn có cơ. Loại nào cũng có. Ngoài dòng kẹp này ra thì em có cả kẹp bẫy lồng bẫy dưới nước cũng có nhé. Đây là những cái dòng bẫy trên cạn. Đấy, và bác nào mà xem được cái video này mà đang quan tâm tới những cái mẫu lồng, nhớ cho em xin một like nhé. Nhấn chuông, nhấn đăng ký kênh và nhất là theo dõi kênh của em để xem được rất nhiều những cái video hay. Đây ạ, và đây là dòng kẹp 14 thì hiện tại là đây là các bác anh đánh chồn thì hay sử dụng dòng 14 này. 14 này với khung sườn của nó rất chi là chắc chắn, to, đẹp để các bác anh làm sao mà đánh hiệu quả nhất nhé. Đây là cái kẹp 14. Thì với cái kẹp 14 này thì đây là cái lẫy của kẹp 14 này các bác này. Cứ mua 10 cái kẹp là sẽ 10 cái lẫy này về để các bác anh tự chế bàn. Còn nếu như các bác anh không muốn chế bàn thì bảo em Thảo nhá, em Thảo sẽ làm cho các bác các anh luôn. Đấy, còn nếu như các bác các anh mà có nhu cầu như thế nào thì cứ gọi điện tới em để em sẽ đưa tới các bác các anh những cái dòng kẹp chất lượng nhất và giá rẻ nhất. Và cũng báo giá luôn tới các bác anh em, hiện tại thì em đang đưa tới các anh em là 80.000 đồng trên một chục kẹp này. Đấy, mua từ 50 chiếc trở lên em sẽ miễn phí ship hoàn toàn, bao chất bao đẹp luôn nhá. Bác nào anh nào mà đã mua ở những nơi khác mà không chất lượng không đẹp bằng thì hãy liên hệ luôn tới em. Đây các bác nhìn thấy chưa ạ? Cái nào cũng như cái nào mà phải đẹp, đều, chất, dày như thế này mới là dòng kẹp xịn. Các bác anh sử dụng hết năm này qua năm khác cũng không lo hỏng cho em về cái mẫu kẹp mà em đang đưa tới các bác anh đây nhá. Và hiện tại thì nhà em đang cung cấp trên toàn quốc luôn, trên 63 tỉnh thành của đất nước luôn. Bác nào mà muốn mua kẹp nào hoặc muốn tham khảo về cái bẫy nào thì cứ liên hệ tới em qua đầu số điện thoại em ghim trên màn hình. Đấy, và số nhà em thì đều có Zalo để phục vụ các bác anh nhé. Em xin kết thúc video ngắn ở đây. Hãy gọi điện để em tư vấn các bác các anh, gọi điện để mua giá rẻ nhất. Cảm ơn các bác anh nhiều ạ.